Tự học guitar, bolero tù hay gọi là bolero đường phố đó, thì chúng ta cần có hai yếu tố. Một là đánh bằng bích ha. Thì lúc đó chúng ta tập cho nó quen và nó đều tiếng. Thứ hai là chúng ta đánh nó nhanh hơn bolero bình thường chút xíu, chứ không phải là quá nhanh nha. Ok, chúng ta làm cho nó đều tiếng, đều nhịp cái đó. Bát 3 2 1. Cây đu đủ tôi trồng từ khi em vẫn chưa trồng, nay đu đủ ra bông thì em đi lấy chồng xa. Giờ nhớ cuộc tình lẻ loi, niềm riêng giấu kín trong tim, thương nhau nói không nên lời, anh cố cười nhìn em bước đi. Bấm theo dõi kênh, ủng hộ kênh cũng như là chúng ta tập với guitar 5 phút mỗi ngày. Xin cảm ơn. Lúc mà chúng ta vào điệp khúc, rồi lúc mà chúng ta hát cao trào á, hát cảm xúc á, rồi chúng ta quạt thì nó hát rất là sướng. Đúng rồi, xuống mạnh nè. Đều dây, đều dây. Xuống, xuống lên đập. Chát, chát, chát. Thì cái chát mình đá nhẹ 3 dây lên nè. Bùm là mình đá nhẹ 3 dây trên. 3 dây bass, chát là đá nhẹ 3 dây chép. Xuống, xuống lên đập. Chát, gió lên khơi lòng có trong vời một người xa cuối trời nơi đây. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lưu Về Máy, từ từ mình tập. Nếu mà anh em bị cái tình trạng nhịp như vậy nè, đây là một cái hiện tượng nhanh nhịp, không có lo gì hết. Có máy gõ nhịp mini, thì chúng ta bấm mở lên nè. Chế độ là gõ một nhịp ở cái tempo là 65 nhịp đối với điệu bolero, rumba. Kẹp ở đây hay có thể sử dụng cho đàn piano được luôn. Chậm lại nha. 1, 2, 3, 4. Mai trường ơi, em tôi còn không nữa, hãy đã xa đi từ đâu nào. Máy gõ nhịp M50 chỉ bằng ngón tay cái, nhưng nó có thể giúp anh chị và các bạn cái nhịp đều hơn, vững nhịp hơn, và tập cho cái nhịp mình chậm lại. Có khi mình đánh nhanh quá thì mình tập mỗi ngày một chút xíu. Cùng với máy gõ nhịp này, chỉ với 169.000 miễn phí vận chuyển toàn quốc, để Zalo để mà đặt hàng. Cảm ơn chị và bạn rất nhiều. Đàn dây sắt mà nếu mà anh em đau tay quá đó, thì sau khi chỉnh dây đàn xong, anh em dùng cao bộ kẹp ngăn 1 bấm nó sẽ êm hơn rất nhiều. 3 móc lên, 1 2. Và cứ vậy phải chuyển hợp âm trước. Ví dụ nhìn lá me bay là chúng ta vô ngay chữ bay nè. Nhìn lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình, ngày đó quen bắt bao hai, tình trên tông bắt bao hai, đôi mắt thơ ngây, hoa nắng ươm đầy, đẹp tựa như lá me bay nên tình anh trót say. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lưu Về Máy, từ từ mình tập. 3 2 1. Chắc bùng chắc bùng chắc bùng. Đó, cứ vậy chúng ta tập từ từ, từng câu từng đoạn ha. Tại sao ngàn vẫn yêu màu tím, màu buồn tan tác phải không em, để chiều xin tim thương biển biệt, để mình tôi không chuyên hòa xin, để chiều xin tim hoang biệt biệt, để mình tôi không chuyên hoa xin. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lưu Về Máy, từ từ mình tập. Anh em mới tập chơi đàn cứ ngồi đánh một điệu như sau thôi là ra ngoài chúng ta chơi bài nào cũng dễ hết. Tình mùa đông, giọng nam đua trưởng cabo 4, giọng nữ tháo cabo ra đánh đua trưởng si trên này, nhịp 2 4.
nhịp chân ở gì số bát chắc đập lại để chúng để ngón tay vào này. Giờ cầm thanh lại bùng chắc đập chắc chắc là bóng quay lên thứ như vậy chúng ta ngồi tập được chưa. Đường vào tim là vô nè, đường vào tim em ơi băng giá trời mùa đông mây vẫn hay đi về vẫn mưa mưa rơi trên đường thầm thì vì đâu mưa em không đến. Đường vào tim em mây giăng kín bàn chân anh trên lối đi không thành bùm chách đập chách si đồ trưởng nè anh em là thứ nè đế mơ rê thứ son trưởng nè mi thứ em nè và hợp âm pha F. Nếu chúng ta chặn không được thì chúng ta chặn 2 giây. Bấm hợp âm tắt. Bát chị bốn. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lưu về máy. Từ từ mình tập. Một bài hát điệu disco rất là hay mà ai tập cũng được, rất vui nhộn. Bài hát mang tên Tàu về quê hương, giọng nam AM là thứ cabo 4, giọng nữ thì Thảo cabo ra đánh trên này, thuận tiện cho cả hai giọng luôn. Và các bạn mới tập chơi thì chúng ta không có hợp âm pha chặn ở trong bài hát này, nên là những hợp âm cơ bản là chúng ta chuyển được hết. Rồi điệu disco khá là dễ và chúng ta cứ ngồi tập cho nó quen cái nhịp cái đã, nó đều cái nhịp đều tay mình xuống nè, sau vậy đã lên nhẹ chặt vào. Lên cứ như vậy chúng ta tập nha. Yo, anh ơi đô thành ở đây em sống không quen, đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn, về đây mình cưới nhau hơn, về đây mình sống vui hơn, về đây mình có nhau hơn chẳng bao giờ buồn. Anh ơi đô thành, anh ơi đô thành, anh ơi đô thành, sống không quên. Cứ như vậy chúng ta tập hết bài nha, tập ngay thôi. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lưu về máy. Từ từ mình tập. Các bạn không cần phải bỏ ra nhiều tiền để mua một bộ dây có lớp phát for nữa. Ngày hôm nay thì Alice chính hãng đã có cái bộ dây có lớp phát for để giúp chúng ta êm tay bấm lên lướt hơn. Đây lớp phát for này ha. Đó, chính hãng là size SL size 11 dành cho dây sắt. Đây là dây 466. Thì khi mà chúng ta xài dây xịn hay là dây thường thì cứ khoảng thời gian để cái dây nó chết đi cũng chỉ khoảng 5-6 tháng thôi. Nên thay bộ dây Alice này nó sẽ tiết kiệm cho anh chị các bạn, tiết kiệm rất nhiều luôn, thực sự. Và có rất là nhiều anh em đã sở hữu bộ dây này, ok, và mua hai bộ thì được miễn phí vận chuyển, miễn phí vận chuyển toàn quốc. Bên cạnh đó thì Khánh sẽ được tặng kèm thêm là một cái hộp bích và hai cái bích đó. Rồi tặng thêm cái tai quay nữa, tai quay này để tháo cái chốt dây nữa nè. Rồi tặng thêm cái giáo trình nữa cho anh em tham khảo thêm để em tập đàn nó tốt hơn. Nó không cần phải tốn quá nhiều tiền. Đăng ký kênh để nhận được những ưu đãi.